Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Đức Phật nói, tất cả chúng sanh có thể tin kinh Đại Niết Bàn, chẳng thể nghĩ bàn như đây. Bạch Thế Tôn, trong đại chúng này có 80.000 người không có lòng tin đối với kinh này. Do đây nên người nào tin kinh này, thời gọi người đó chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, số người trên đây đến đời vị lai cũng sẽ quyết định tin được kinh điển này, được thấy Phật tánh và được vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, thế nào là bất thối Bồ Tát tự biết quyết định tâm bất thối? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát sẽ dùng khổ hạnh để thí nghiệm lấy tâm của mình. Mỗi ngày ăn một hột mè trọn 7 ngày, gạo trắng, đậu xanh, đậu trắng, vân vân. Mỗi thứ 7 ngày, mỗi ngày một hột cũng như vậy. Lúc ăn một hột mè, Bồ Tát nghĩ rằng khổ hạnh như vậy đều không lợi ích. Việc không lợi ích còn làm được, huống là việc lợi ích mà lại không làm. Đối với việc không lợi ích, trong lòng có thể nhẫn được sự khổ chẳng thối chẳng chuyển. Do đây nên quyết định đặng vô thượng bồ đề. Trong những ngày tu khổ hạnh như vậy, da thịt ốm khô lần lần, như các trái bầu tươi phơi trong nắng. Mắt của Bồ Tát thụt sâu vào như đáy giếng, hết thịt lồi gân như nhà tranh hư mục, xương sống lộ lên như dây thừng. Chỗ Bồ Tát ngồi như dấu chân ngựa, muốn ngồi thời mọp xuống, muốn đứng thời ngã nghiêng. Dầu chịu lấy sự khổ không lợi ích như vậy, nhưng chẳng thối chuyển tâm bồ đề. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát vì phá các sự khổ, ban sự an vui cho chúng sanh, nên có thể xả thí của vật ngoài thân trong thân đến thân mạng của mình như bỏ cỏ khô. Nếu có thể chẳng tiếc thân mạng như vậy, Bồ Tát này tự biết quyết định có tâm bất thối, tự biết tôi quyết định sẽ được vô thượng bồ đề. Đại Bồ Tát vì pháp mà khoét thân làm đèn, lấy tô du đổ vào đặt tim để đốt. Lúc Bồ Tát thọ sự khổ lớn như vậy, tự trách tâm mình rằng: sự khổ này đối với sự khổ ở địa ngục 10.000 muôn phần chưa bằng một phần. Ở trong vô lượng 10.000 kiếp, ta chịu nhiều sự khổ não đều không đem lại mảy may lợi ích. Nếu ta không chịu được sự khổ nhẹ này, thời làm sao có thể ở nơi trong địa ngục để có thể cứu khổ chúng sanh? Lúc Bồ Tát suy nghĩ như vậy, thời thân chẳng biết khổ, tâm chẳng thối chuyển. Do đây Bồ Tát tự biết chắc rằng tôi quyết định sẽ được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, lúc đó Bồ Tát còn đầy đủ phiền não, vì chánh pháp mà có thể đem đầu, mắt, óc, tủy, tay chân, máu thịt bố thí cho người, lấy đinh đóng trên thân, nhảy từ gợp đá cao xuống, nhảy vào lửa. Dầu chịu lấy vô lượng sự khổ như vậy, nhưng nếu trong lòng chẳng có niệm thối chuyển, Bồ Tát này nên biết rằng nay tôi quyết định có tâm bất thối, sẽ được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát vì phá trừ khổ não cho tất cả chúng sanh, nên nguyện làm thân súc sanh to lớn, đem máu thịt bố thí cho chúng sanh. Lúc chúng sanh đến lấy máu ăn, Bồ Tát lại sanh lòng thương xót. Lúc đó Bồ Tát nín hơi chẳng thở làm như chết, để cho những kẻ đến lấy thịt chẳng có quan niệm giết hại. Dầu Bồ Tát thọ thân súc sanh, nhưng trọn chẳng tạo nghiệp súc sanh, vì Bồ Tát đã được tâm bất thối chuyển, thời trọn chẳng gây tạo ác nghiệp. Nếu đời vị lai Bồ Tát có nghiệp quả ác nhỏ nhặt bất định, do sức nguyện lớn vì độ chúng sanh nên đều thọ lấy đó. Như người bệnh bị quỷ dựa ở ẩn trong thân, do oai lực của chú thuật liền hiện tướng quỷ, hoặc nói hoặc cười, hoặc mừng hoặc giận, hoặc mắng hoặc khóc. Đại Bồ Tát thọ lấy nghiệp quả đời vị lai cũng như vậy. Lúc Bồ Tát thọ lấy thân gấu,
thường vì chúng sanh mà diễn nói chánh pháp. Hoặc lúc thọ thân chim ca tân xà la, lúc thọ thân cù đà, thân nai, thân thỏ, thân voi, thân dê núi, thân khỉ vượng, thân bồ câu trắng, thân kim xí điểu, thân rồng, thân rắn, lúc thọ những thân súc sanh như vậy, nhưng trọn chẳng gây tạo nghiệp ác súc sanh, mà thường vì những súc sanh khác diễn thuyết chánh pháp, làm cho những súc sanh kia nhờ nghe pháp mà được mau khỏi thân súc sanh. Lúc Bồ Tát thọ thân súc sanh mà chẳng gây tạo nghiệp ác, nên biết rằng quyết định có tâm bất thối. Đại Bồ Tát ở đời đói khát, thấy chúng sanh đói khát, nên nguyện làm thân cá lớn dài nhiều do duyên. Lại nguyện những chúng sanh nào lấy thịt của tôi, lấy rồi liền sanh trở lại. Ai ăn thịt của tôi, thời được khỏi đói, khỏi khát, tất cả đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Do nơi tôi mà kẻ nào được khỏi đói khát, thời vị lai họ sẽ mau được xa lìa khổ hoạn, đói khát trong 25 cõi. Lúc Đại Bồ Tát chịu sự khổ như vậy mà tâm chẳng thối chuyển, thời nên biết quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Nhằm đời tật dịch, Bồ Tát thấy nhiều người phải bệnh khổ, bèn suy nghĩ rằng như cây dược thọ, nếu người bệnh lấy rễ lấy cây, lấy nhánh lấy lá, lấy bông lấy trái, lấy vỏ điều trị được lành bệnh. Nguyện thân của tôi đây cũng như vậy, nếu người bệnh nghe tiếng chạm đến thân, ăn thịt uống máu, nhẫn đến xương tủy điều trị lành bệnh. Nguyện chúng sanh lúc ăn thịt tôi chẳng sanh lòng ác, đều có quan niệm như ăn thịt con, tôi trị cho họ được lành bệnh, rồi sẽ thường vì họ mà thuyết pháp. Nguyện họ nghe pháp kính tin lãnh thọ suy gẫm, rồi đem dạy lại người khác. Bồ Tát đầy đủ phiền não lúc chịu đựng khổ nơi thân như vậy, vẫn chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề, nên biết quyết định được tâm bất thối sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Nếu có chúng sanh bị quỷ làm bệnh, Bồ Tát thấy việc này liền phát nguyện làm thân quỷ to lớn mạnh mẽ, quyến thuộc đông, khiến người bệnh kia nghe thấy liền hết bệnh quỷ. Đại Bồ Tát vì chúng sanh nên siêng tu khổ hạnh, dầu có phiền não nhưng tâm chẳng nhiễm ô. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát dầu tu hành lục ba la mật, chẳng cũng cầu quả lục ba la mật. Lúc tu hành lục ba la mật vô thượng, Bồ Tát nguyện rằng: nay tôi đem lục ba la mật này bố thí cho tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh nhận lấy sự bố thí của tôi, rồi thời đều sẽ được thành vô thượng Bồ Đề. Tôi cũng tự vì lục ba la mật mà siêng tu khổ hạnh, chịu những sự khổ. Lúc đương chịu khổ, nguyện tôi chẳng thối tâm Bồ Đề. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lúc suy gẫm phát nguyện như vậy, thời gọi là tướng chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, vì biết rõ sanh tử có nhiều tội lỗi, quan sát đại niết bàn có công đức lớn. Vì chúng sanh mà ở nơi sanh tử chịu những sự khổ tâm chẳng thối chuyển, do đây nên gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát không có nhân duyên mà vẫn sanh lòng thương xót tất cả chúng sanh, thiệt chẳng thọ ơn mà còn thi ơn, dầu thi ơn mà chẳng cần đền trả, do đây nên lại gọi Đại Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, hoặc có chúng sanh vì lợi ích cho mình mà tu các khổ hạnh, Đại Bồ Tát vì lợi ích cho người, cho chúng sanh mà tu hành khổ hạnh, dầu vậy nhưng vẫn gọi là lợi ích cho mình, do đây nên Đại Bồ Tát lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não vì phá hoại quan niệm kẻ oán người thân, nên thọ những sự khổ để tu tâm bình đẳng, do đây nên Bồ Tát lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát nếu thấy những chúng sanh hung ác, thời hoặc quở trách, hoặc nói dịu ngọt, hoặc đuổi, hoặc bỏ, với những kẻ tánh ác,
Bồ Tát Thị Hiện nói lời dịu dàng với kẻ kiêu mạn. Bồ Tát Thị Hiện làm ngã mạn lớn, nhưng trong tâm của Bồ Tát thì không kiêu mạn. Đây gọi là phương tiện của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não, lúc của cải ít mà người cầu xin nhiều. Lòng Bồ Tát trọn chẳng hẹp nhỏ, đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Lúc Đức Phật ra đời, Bồ Tát biết công đức của Phật, nhưng vì chúng sanh mà thọ thân biên địa nơi chỗ không Phật, như đuôi, như điếc, như què, như thọt, đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát biết rõ chúng sanh có những tội lỗi, vì muốn độ họ nên Bồ Tát thường cùng đi chung với họ, dầu làm theo ý của họ nhưng vẫn không nhiễm lấy tội lỗi. Do đây nên lại gọi Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát thấy biết rõ ràng không tướng chúng sanh, không phiền não nhiễm ô, không người tu tập thánh đạo xa lìa phiền não. Dầu gì Bồ Đề nhưng không hạnh Bồ Đề, cũng không có người thành tựu hạnh Bồ Đề. Không người thọ khổ và người phá khổ, mà cũng có thể vì chúng sanh phá hoại sự khổ, thực hành hạnh Bồ Đề. Do đây nên gọi Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát thọ thân rốt sao ở cung trời Đâu Xuất, đây cũng gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Vì trời Đâu Xuất là hơn tất cả trong cõi dục, cõi trời dưới thời tâm phóng dật, cõi trời trên thời căn tánh ám độn. Do đây nên trời Đâu Xuất gọi là hơn. Tu thí, tu giới, thời được thân trời cõi trên và cõi dưới. Tu thí, tu giới và tu định, thời được thân trời Đâu Xuất. Tất cả Bồ Tát đã tự phá hoại tất cả cõi, trọn chẳng tạo nghiệp trời Đâu Xuất để thọ thân nơi cõi trời đó. Vì Bồ Tát nếu ở nơi các cõi khác cũng đều có thể giáo hóa thành tựu chúng sanh, thiệt không có dục tâm mà lại sanh vào cõi dục. Do đây nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát sanh ở trời Đâu Xuất có ba việc thù thắng: một là mạng, hai là sắc, ba là danh. Đại Bồ Tát thiệt chẳng cầu mạng, sắc và danh, dầu không có tâm mong cầu mà chỗ được lại thù thắng. Đại Bồ Tát rất ưa thích Niết Bàn, nhưng có nhân duyên nên mạng, sắc và danh cũng thù thắng. Do đây nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát mạng sắc là danh giàu hơn chư thiên, nhưng chư thiên đối với Bồ Tát chẳng có lòng giận, lòng ganh ghét, lòng kiêu mạn, thường có lòng hoan hỷ. Bồ Tát đối với chư thiên cũng chẳng kiêu mạn, nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát chẳng tạo nghiệp nhân thọ mạng, mà ở nơi trời Đâu Xuất kia Bồ Tát được thọ mạng rốt ráo, đây gọi là mạng thù thắng. Bồ Tát không tạo nghiệp nhân sắc đẹp, mà thân sắc của Bồ Tát xinh đẹp đầy đủ ánh sáng, đây gọi là sắc thù thắng. Bồ Tát ở cung trời Đâu Xuất chẳng ưa ngũ dục, chỉ làm pháp sự, nên tiếng đồn khắp cả mười phương, đây gọi là danh thù thắng. Do đây nên lại gọi Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn. Lúc Đại Bồ Tát từ trời Đâu Xuất giáng sanh, cả đại địa sáu thứ chấn động, nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Vì lúc Bồ Tát giáng sanh, chư thiên cõi dục và cõi sắc đều đến hầu hạ đưa đi, lớn tiếng tán thán Bồ Tát. Do hơi gió nơi miệng chư thiên làm cho đại địa chấn động. Lại lúc Bồ Tát mới nhập thai, có các long dương ở dưới đại địa này hoặc khủng bố hoặc hoan hỷ, nên đại địa chấn động. Do đây nên lại gọi Bồ Tát là chẳng thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát biết rõ lúc nhập thai, lúc trụ thai, lúc xuất thai, biết cha, biết mẹ, chẳng nhiễm ô bất tịnh, như bảo châu màu xanh trên búi tóc của Đế Thích, nên lại gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Này thiện nam tử, như biển cả có tám điều chẳng thể nghĩ bàn. Một là lần lần càng sâu,
hai là sâu khó đến đáy, ba là đồng một vị mặn, bốn là thủy triều chẳng quá hạn, năm là có nhiều thứ kho báu, sáu là những chúng sanh thân to lớn ở trong đó, bảy là chẳng chứa tử thi, tám là tất cả muôn dòng đổ về cùng mưa to xối xuống mà biển vẫn chẳng thêm chẳng bớt. Này thiện nam tử, biển lần lần càng sâu là vì có ba điều: một là phước lực của chúng sanh, hai là thuận theo gió mà chảy, ba là vì nước trong sông đổ ra. Nhẫn đến chẳng thêm chẳng bớt cũng đều có ba việc. Kinh Đại Niết Bàn này cũng có tám điều chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Một là lần lần càng sâu, nghĩa là từ giới U Bà Tắc, giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, quả Bồ Tát, quả Vô Thượng Bồ Đề. Kinh Đại Niết Bàn này thuyết minh những pháp như vậy, đây gọi là lần lần càng sâu. Hai là sâu khó đến đáy. Đức Như Lai Thế Tôn bất sanh bất diệt, chẳng được Vô Thượng Bồ Đề, chẳng chuyển pháp luân, chẳng ăn chẳng thọ, chẳng thực hành bố thí. Do đây nên đặng thường lạc ngã tịnh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh này chẳng phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng rời sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là thường trụ có thể thấy, là liễu nhơn chẳng phải tác nhơn. Tu Đà Hoàng nhẫn đến Bích Chi Phật sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, cũng không phiền não, cũng không trụ xứ. Dầu không phiền não nhưng chẳng gọi là thường, do đây nên nói là sâu. Trong kinh này hoặc có lúc nói là ngã, hoặc có lúc nói vô ngã, hoặc có lúc nói là thường, hoặc có lúc nói là vô thường, hoặc có lúc nói là tịnh, hoặc có lúc nói là bất tịnh, hoặc có lúc nói là lạc, hoặc có lúc nói là khổ, hoặc có lúc nói là không, hoặc có lúc nói là bất không, hoặc có lúc nói tất cả đều có, hoặc có lúc nói tất cả đều không, hoặc nói nhị thừa, hoặc nói nhất thừa, hoặc nói ngũ ấm, tức là Phật tánh, là Kim Cang Tam Muội, là Trung Đạo, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, 12 nhân duyên, đệ nhất nghĩa không. Từ bi bình đẳng đối với chúng sanh, đảnh trí, tính tâm, trí lực biết các căn, trí không chướng ngại đối với tất cả pháp, dầu có Phật tánh nhưng chẳng nói quyết định, do đây nên gọi là rất sâu. Ba là đồng một vị. Tất cả chúng sanh đồng có Phật tánh, đều đồng nhất thừa, đồng một giải thoát, một nhân một quả, đồng một cam lộ, tất cả đều sẽ được thường lạc ngã tịnh, đây gọi là đồng một vị. Bốn là thủy triều chẳng quá hạn. Như trong kinh này, chế các tỳ kheo chẳng được lẫn chứa tám vật bất tịnh. Nếu đệ tử của ta có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết, phân biệt kinh Đại Niết Bàn này, thà chết chế trọn chẳng quỷ phạm, đây gọi là thủy triều chẳng quá hạn. Năm là có nhiều thứ kho báu. Kinh này tức là kho báu vô lượng, nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, anh nhi hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, những thiện phương tiện, Phật tánh của chúng sanh, công đức của Bồ Tát, công đức của Như Lai, công đức của Thanh Văn, công đức của Duyên Giác, lục ba la mật, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, đây gọi là những kho báu. Sáu là chúng sanh thân to lớn ở trong đó. Vì chư Phật và Bồ Tát có trí huệ lớn nên gọi là chúng sanh lớn. Vì thân lớn, vì tâm lớn, vì trang nghiêm lớn, vì điều phục lớn, vì phương tiện lớn, vì thuyết pháp lớn, vì thế lực lớn, vì đồ chúng lớn, vì thần thông lớn, vì từ bi lớn, vì thường chẳng biến đổi,
vì tất cả chúng sanh thân không chướng ngại, vì dung thọ tất cả chúng sanh. Đây gọi là chỗ ở của những chúng sanh thân to lớn. Bảy là chẳng chứa tử thi. Tử thi là nói nhất xiển đề phạm bốn tội trọng, năm tội vô gián, phỉ báng đại thừa, tà pháp nói là chánh pháp, chánh pháp nói là tà pháp. Nhận chứa tám thứ vật bất tịnh, tùy ý dùng vật của Phật, vật của Tăng. Đối với tỳ kheo, với tỳ kheo ni làm việc phi pháp, đây gọi là tử thi. Kinh Đại Niết Bàn này lìa những việc như vậy nên gọi rằng chẳng chứa tử thi. Tám là chẳng thêm chẳng bớt, vì không ngằn mé, vì không thỉ chung, vì chẳng phải sắc, vì chẳng phải tạo tác, vì là thường trụ, vì chẳng sanh diệt, vì đều bình đẳng với tất cả chúng sanh, vì tất cả đồng một tánh Phật tánh. Đây gọi là không thêm không bớt. Do đây nên kinh Đại Niết Bàn này có tám điều chẳng thể nghĩ bàn như biển cả kia. Sư Tử Hống Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, nếu cho rằng Như Lai bất sanh bất diệt là thậm thâm đó, thời tất cả chúng sanh có bốn loài sanh: noãn, thai, thấp, quá. Trong bốn loài sanh này, thời loài người có đủ như tỳ kheo Thi Bà La, tỳ kheo U Bà Thi Bà La, mẹ của trưởng giả Di Ca La, mẹ của trưởng giả Ni Câu Đà, mẹ của trưởng giả Bán Xà La. Mỗi người đều sanh 500 con trai đồng là noãn sanh. Do đây nên biết rằng trong loài người cũng có noãn sanh. Trong loài người mà thấp sanh, như Phật từng nói rằng: Thuở trước lúc ta tu hạnh Bồ Tát làm đảnh sanh dương và thủ sanh dương, và như nay cô gái Am La, cô gái Ca Bất Ba, nên biết rằng trong loài người cũng có thấp sanh. Thuở kiếp sơ tất cả chúng sanh đều là quá sanh. Đức Thế Tôn đã được tám thứ tự tại, do nhân duyên gì mà chẳng quá sanh? Phật nói: Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ nơi bốn loài sanh mà sanh ra. Khi đã được thánh pháp, thời chẳng được noãn sanh và thấp sanh như trước. Này thiện nam tử, chúng sanh thở kiếp sơ, thảy đều quá sanh. Trong thời kỳ đó không có Phật ra đời. Này thiện nam tử, nếu có chúng sanh lúc mang bệnh khổ, thời cần thầy, cần thuốc, thuở kiếp sơ chúng sanh đều quá sanh, dầu có phiền não nhưng bệnh phiền não chưa phát. Do đây nên Đức Như Lai chẳng hiện ra đời. Lại chúng sanh thuở kiếp sơ, thân tâm của họ chẳng phải pháp khí, nên Đức Như Lai chẳng hiện ra trong thời kỳ đó. Này thiện nam tử, phàm tất cả sự nghiệp của Đức Như Lai đều hơn chúng sanh, như dòng họ quyến thuộc, cha mẹ. Do hơn chúng sanh nên chỗ thuyết pháp của Như Lai mọi người đều tinh thọ. Do đây nên Đức Như Lai chẳng quá sanh. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh, hoặc là cha làm theo nghề nghiệp của con, hoặc là con làm theo nghề nghiệp của cha. Đức Như Lai nếu quá sanh, thời không có cha mẹ. Nếu không có cha mẹ, thời làm sao khiến tất cả chúng sanh thực hành những nghiệp lành? Do đây Đức Như Lai chẳng quá sanh. Này thiện nam tử, trong chánh pháp của Phật có hai thứ hộ trì, một là nội, hai là ngoại. Nội hộ là giới cấm, ngoại hộ là thân tộc quyến thuộc. Nếu Đức Như Lai quá sanh, thời không ngoại hộ. Do đây nên Đức Như Lai chẳng quá sanh. Này thiện nam tử, có người ỷ dòng họ mà sanh kiêu mạn. Vì phá sự kiêu mạn như vậy nên Đức Như Lai giáng sanh trong dòng họ cao sang mà chẳng quá sanh. Này thiện nam tử, Đức Như Lai có cha mẹ thật. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Mà còn có chúng sanh nói rằng Như Lai là người quyển quá, như thế thời đâu nên quá sanh. Này thiện nam tử, nếu Như Lai quá sanh, thời làm thế nào có thân thể nát ra thành xá lợi? Đức Như Lai vì muốn cho chúng sanh tăng trưởng phước đức nên nát rã thân thể mình thành xá lợi để cho chúng sanh cúng dường. Do đây
nên Đức Như Lai chẳng quá sanh. Này thiện nam tử, tất cả chư Phật đều không quá sanh, thời làm sao ta lại riêng mình quá sanh? Sư Tử Hống Bồ Tát liền quỳ chắp tay, nói kệ tán thán Phật. Như Lai có vô lượng công đức, tôi chẳng thể trình bày đủ hết. Nay vì chúng sanh nói một phần, xin Phật xót thương cho tôi nói. Chúng sanh đi trong tối vô minh, chịu đủ vô biên trăm thứ khổ. Phật có thể khiến họ xa lìa, nên đời gọi Phật là Đại Bi. Chúng sanh đi trên dây sanh tử, phóng vật mê quang không an vui. Phật có thể ban cho an vui, do đây dứt hẳn dây sanh tử. Vì Phật cho chúng sanh an vui, nên chẳng tham đắm vui của mình. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh, nên trong đời đều cúng dường Phật. Thấy người chịu khổ thân run rẩy, nên ở địa ngục chẳng biết đau. Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều, nên là vô lượng không ai hơn. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh, đầy đủ sáu môn ba la mật, ở trong gió tà tâm chẳng động, nên hơn được đại sĩ trong đời. Chúng sanh thường muốn được an vui, mà chẳng biết tu nhân an vui. Phật có thể dạy bảo tu tập, dường như cha lành thương con một. Phật thấy chúng sanh khổ phiền não, lòng khổ như mẹ lo con bệnh, thường nghĩ những phương tiện lìa bệnh, nên thân Phật hệ thuộc nơi người. Tất cả chúng sanh làm điều khổ, lòng họ điên đảo cho là vui. Phật diễn nói khổ vui chân thật, nên đời gọi Phật là Đại Bi. Đời đều ở trong vỏ vô minh, không có mỏ trí mổ lũng được. Mỏ trí của Phật mổ lũng được, nên gọi Phật là mẹ lớn nhất. Chẳng bị nhiếp trì trong ba đời, không có danh tự và hiệu giả. Hiểu biết nghĩa sâu của Niết Bàn, nên gọi Phật là Bậc Đại Giác. Ba cõi xoay chuyển nhận chúng sanh, vô minh mù lòa chẳng biết ra. Phật tự độ mình độ được người, nên gọi Phật là Đại Thuyền Sư. Biết rõ được tất cả nhân quả, cũng lại thông đạt đạo tịch diệt, thường ban pháp dược cho chúng sanh, nên đời gọi Phật là Y Dương. Ngoại đạo tà kiến nói khổ hạnh, nhân hạnh này được vui vô thượng. Đức Phật diễn nói hạnh chân lạc, làm cho chúng sanh hưởng an vui. Như Lai Thế Tôn phá đạo tà, chỉ dạy chúng sanh đường chân chánh. Ai đi đường này được an vui, nên đời gọi Phật là Đạo Sư. Chẳng phải mình và người làm ra, chẳng phải chung làm vô nhân làm. Đức Phật giảng nói những sự khổ, đúng thật không như các ngoại đạo. Thành tựu đầy đủ giới định huệ, cũng đem pháp này dạy chúng sanh. Đem pháp bố thí không lẫn tiếc, Phật hiệu là đấng vô duyên từ. Không tạo tác cũng không nhân duyên, chứng đặng báo không nhân không quả. Do đây tất cả bậc trí giả, khen nói Đức Phật chẳng cầu báo. Thường cùng thế gian hành phóng vật, mà thân chẳng làm phóng vật hạnh, nên gọi Phật là bất tư nghị. Tám pháp thế gian chẳng nhiễm ô. Như Lai Thế Tôn không thân thù, nên tâm của Phật thường bình đẳng. Tôi Sư Tử Hống tán thán Phật, rống như vô lượng Sư Tử Rống.